50 học viên là cán bộ công chức viên chức đang công tác tại các sở ngành trên địa bàn tỉnh đã tham dự lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 129 năm học 2023-2024, lớp học do trường Trung cấp Chính trị tỉnh tổ chức và khai giảng vào sáng ngày 21 tháng 8 năm 2023. Theo học lớp trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 129, năm học 2023-2024, các học viên được truyền đạt nội dung các chuyên đề, những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống chính trị, nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân, tình hình, nhiệm vụ của địa phương và của ngành, hoàn tất chương trình học học viên sẽ được trải nghiệm thực tế tại các địa phương để viết báo cáo và viết khóa luận tốt nghiệp